Dịch Covid-19 đã lấy đi của chúng ta quá nhiều thứ, nhưng thật hạnh phúc vì trong sự mất mát ấy, ta thấy rõ tình người, tinh thần nhân ái, đại đại đoàn kết lan tỏa. Điều này được thể hiện qua những hành động chia ngọt sẻ bùi, góp gạo góp công cùng nhau phòng chống dịch bệnh. Hòa trung vào ngọn lửa sẽ chia đang cháy bừng trong lòng của mỗi con người Việt Nam. Quỹ hạt vừng phối hợp cùng các đơn vị uy tín đã mở buổi livestream có tên hiệu tạp hóa tình yêu nhằm mục đích đấu giá các món đồ ý nghĩa, giá trị đến từ các sao Việt mạnh thường quân để mua máy thở, máy tạo oxy, các phụ kiện y tế, sau đó trao gửi lại cho các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cùng các địa phương khác. Cùng đồng hành với chương trình có BTV nổi tiếng Ngọc Trinh. Cô đóng góp vật phẩm là chiếc đồng đồ hàng hiệu đã gắn bó cùng mình trong các bản tin tài chính kinh tế trên sóng VTV suốt nhiều năm qua để đấu giá. Chiếc đồng hồ này không chỉ mang ý nghĩa tinh thần, mà còn có giá trị vật chất, nó được đính kết từ rất nhiều viên đá quý cao cấp. Số lượng sản xuất có hạn trên thế giới. Số tiền bán chiếc đồng hồ hiệu sẽ dùng để mua máy tạo oxy, mỗi máy tương đương 10 triệu đồng. Trước khi buổi đấu giá diễn ra, chúng tôi đã có buổi trò chuyện ngắn với người đẹp để tâm sự thêm về hành động đầy nhân văn này. BTV Ngọc Trinh hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 bằng việc quyên góp chiếc đồng hồ giá trị. Ngọc Trinh đồng hành với chương trình từ thiện quỹ hạt vườn với vai trò gì và cảm thấy chương trình này có ý nghĩa như thế nào? Tôi tham gia với vai trò giống như tất cả mọi người trong quỹ, là làm tất cả những gì có thể gồm kết nối các nguồn lực thực hiện chương trình và đóng góp kỹ vật của mình cho chương trình đấu giá. Với mong muốn có thể thông qua chương trình huy động được chi phí hỗ trợ những người khó khăn mắc Covid-19. Với tôi thì chương trình có ý nghĩa khá quan trọng. Đại dịch này là minh chứng của thông điệp rất sâu sắc là đôi khi tiền không phải cốt lõi cuộc sống. Covid-19 không trừ một ai dù bạn giàu hay nghèo. Thế nên, ngoài vấn đề tiền bạc thì việc quan trọng nhất chính là làm sao để truyền năng lượng tích cực nhất cho mọi người, cùng nhau vượt qua khó khăn. Trong bối cảnh có nhiều chuyện không hay về việc làm từ thiện đang bủa vây trên mạng xã hội thì vẫn còn rất nhiều người quyết tâm dành sự nhiệt huyết trong sáng để giúp đỡ người khác. Việc mang đến năng lượng tích cực, lan tỏa sự tử tế đến những người đang cần, để họ biết rằng mình vẫn được mọi người chung tay giúp đỡ dù hoàn toàn xa lạ. Và tôi nghĩ đó là ý nghĩa quan trọng nhất. Vì sao chị lại quyết định chọn chiếc đồng hồ mang giá trị lớn đến vậy để đấu giá? Chính vì nó có giá trị lớn không chỉ về vật chất mà còn cả tinh thần với tôi, nên tôi mới đem nó để đấu giá. Tôi muốn chiếc đồng hồ của mình không chỉ dừng lại là một thứ phụ kiện xa xỉ thậm chí có góc nhìn còn cho rằng nó phù phiếm vô nghĩa, sẽ trở thành một thứ kỷ vật có ý nghĩa. Khi nó trên tay mình, nó chỉ là một trang sức trong mắt người khác, đế đeo, đế xem giờ. Tuy nhiên nếu được đấu giá và tiền đấu giá dùng để mua những vật phẩm mà rất nhiều người đang cần, như những chiếc máy thở, máy tạo oxy và nó góp phần đem đến sự sống cho người khác thì nó không còn là chiếc đồng hồ bình thường nữa. Còn gì tuyệt vời hơn khi mà một thứ gắn bó với mình lại có thế gián tiếp mang lại sự sống cho người khác? Thật ra tôi nghĩ những người tham gia công việc thiện nguyện nói chung, và những người tham gia chương trình này nói riêng, họ đều hiểu rất rõ đây là một hoạt động lan tỏa nhiều ích lợi. Đầu tiên là người khác nhìn thấy hành động của mình thú vị ý nghĩa, nhiều người sẽ có cảm hứng và họ muốn làm theo. Những thứ kỷ vật hoặc thậm chí những món đồ có giá trị bị bỏ quên sẽ có một số phận mới. Còn với những người cần nhận được sự giúp đỡ, họ cảm giác mình sẽ không bị đơn độc. Chiếc đồng hồ sẽ được BTV Ngọc Trinh sử dụng để đấu giá. Điều chị mong muốn nhất sau khi buổi đấu giá kết thúc. Món đồ này có ý nghĩa về mặt tinh thần và giá trị vật chất cao lớn như thế nào với chị? Tôi không dám đưa ra con số cụ thể bởi giá trị đồng hồ này không nằm ở con số. Theo thông tin từ nhãn hàng này tại Việt Nam, chiếc đồng hồ của tôi đã dừng sản xuất từ nhiều năm trước. Vì thế tôi mong chiếc đồng hồ này mang đến càng nhiều máy thở càng tốt, nó sẽ là niềm kỳ vọng của rất nhiều người, trong đó có những người như tôi, đóng góp kỹ vật cũng như những người đang chờ đợi sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng. Cho nên tôi không đưa ra mức giá bán ngay với chiếc đồng hồ này tôi nghĩ một ai đó sẵn sàng đón thứ kỷ vật tôi rất trân trọng này về bởi tôi không đổi đồng hồ lấy tiền tôi đổi đồng hồ lấy máy thở tôi không tư duy hành động từ thiện là một sự thương hại hay giúp đỡ cho nhận với tôi đó là sự sẻ chia và lợi ích rất công bằng sòng phẳng cho tất cả mọi người ngoài hoạt động đấu giá này ngọc trinh còn có hoạt động nào khác cho việc chung tay chống dịch tôi sẵn sàng làm mọi việc trong khả năng của mình khi tôi biết ai đó đang cần giúp đỡ từ cân gạo sự kết nối hoặc thậm chí còn nhiều việc đến giờ tôi chưa thể nghĩ tới nhưng tôi tin giúp người cũng chính là giúp mình khi làm một điều có ý nghĩa cho cuộc sống tức là bạn đã vượt qua giới hạn của sự ích kỷ cũng chính là tự bạn đã giúp mình trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình hành động đẹp của btv ngọc trinh đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả Quỹ hạt vườn do một nhóm các anh chị em nhà báo, đạo diễn, nhà văn sáng lập và chung tay góp sức. Tính đến nay, quỹ đã trao tặng 88 máy thở CPAP và hệ thống oxy dòng cao HFNK, 90 máy tạo oxy và 149 bộ phụ kiện y tế đi kèm với trị giá gần 10 tỷ đồng cho các bệnh viện tại Sài Gòn, Hà Nội và một số tỉnh có diễn biến dịch căng thẳng. Chương trình đã lan tỏa ra khắp cộng đồng. Và được hàng loạt các kênh truyền thông uy tín tham gia tổ chức chương trình một cách hoàn toàn thiện nguyện, nền tảng kỹ thuật FTT Telecom, truyền hình FTT, các kênh VCTOP, cùng đội ngũ nhà báo ở nhiều cơ quan báo chí uy tín. Một kênh đấu giá chính thức. Chưa cơ tiếp tại các trang fanpage, truyền hình FTT, FTT Play, Cafe, Cafe, kênh 14, Soha, Danh giới, Quỹ Hạt Vườn, Thanh Nhàn, Foreign, Hành Trình Thiện Nhân. 2. Tho Y Giang đấu giá. Thời gian bắt đầu đấu giá, 20G00, thứ bảy, ngày 14 tháng 8 năm 2021. Thời gian kết thúc đấu giá, 22G00, thứ bảy, ngày 14 tháng 8 năm 2021. 3. Thể lệ đấu giá Xem chi tiết tại link https 2 2 2 bitly com vn project 79 4. Đăng ký đấu giá Xem chi tiết tại link https2.2gạch chéobiz.li gạch chéobiz li gạch chéo 3 phu 0 ghét ảnh sưu tầm